Vâng, xin chào quý vị khán giả. Trong cái clip này tôi sẽ giới thiệu cho mọi người cùng xem những cái tác phẩm bonsai. Trước mặt chúng ta là cái cây tùng La Hán dáng trực. Đây là cây dáng trực nhìn khá điệu. Dòng cây rất khỏe. Định cốt tùng dáng lão này là xuất xứ Nam Định. Đấy dầm. Và thì từ bé bắt đầu là làm dầm dày thế nhỉ? Làm dầm đây, tùng bác mình như thế này, lá nhỏ tí. Đây cho anh em này xem nhé. Thì uốn nắn là đường cành rất là đẹp luôn này. Đấy, đường cành chi đường cành rất đẹp nhưng mình cứ cắt hắt đâm nó dày rít dầm. Bấm nhiều ngọn. Lần. Đấy nhìn này. Đấy. Phần ngọn chốt tay là chuẩn, làm độ lùn cây. Thu. Bác. Đây có cái tay hồi đẹp quá nhỉ. Ừ đấy. Cây lão lại có tay hồi. Tay hồi đấy, em nhìn ngắm này. Đấy, những tay nhìn làm rất là chi tiết, làm như cây làm như dăm Nam Biển. Đây mình giật dăm để nó dày. Đấy, một cái cây tùng La Hán chất đẹp, dăm dày, cây khỏe. Bác này nó đẹp. Cây tầm lá trung. Nhỏ. Tùng La Hán lá nhỏ, cây hai người bê hơi nặng tay chút. Tôi sẽ nhờ anh Đại anh đo kích thước. Anh đo gần vành gốc. Anh đo cái phần trên này cho nhé. Phần trên này là vành gốc là 30 này. Chiều tàn của dáng trực này là 85. Dạ 85. Độ cao để độ cao là 90. 90. Một cây tùng chất khá đẹp. Đẹp đấy. À. Cây chậu cũng đẹp nhá. Chậu gốm. Chậu gốm Đồng Nai. Đồng Nai Biên Hòa. Đẹp. Rất đẹp. Giao lưu để cho anh em là 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi cây tùng La Hán này. Cũng mềm nhỉ. À. Cái chậu đắt. Chậu này thì anh mua 1 triệu chuyển về mất 1 triệu. Nó cũng phải lựa chậu đấy. Và một cây tùng La Hán rất đẹp. Nếu bác nào yêu thích tùng thì hãy nhấc máy liên lạc. Này thế tôi mà làm riêng một mình của nó là khoảng mười mấy năm. 16 năm. Nhỏ, tùng bác nó đẹp thế. Bông tán nó đổ nhìn rất tự nhiên, điệu đà. Nói chung là các bác để sân vườn để nhìn cái tranh phông nó đẹp. Mà răm rời tay chốt. Đấy độ chuẩn. Bốn tay một quả phúc. Vâng, tôi dừng cái cây này ở đây để chuyển sang cây mới. Ở cái tác phẩm tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn, đây là một cây giang lão, một cây mai chiếu thủy ghép cây thừng mực, có cái dáng rất nghệ thuật và đẹp. Cây thừng mực thì là một cây rất khỏe, những cái vết lũa đã kéo sẹo nhìn rất là đẹp. Do cây khỏe cho nên là cái sẹo nó kéo cũng nhìn khá ấn tượng, lù cục giảm hết đi này, như sẹo. Đây anh em xem từ đế nhá. Vo thành sẹo. Sẹo nó vo. Đây là già trắng này, nhìn này cạo cho các bác xem lại bộ khung thế ấy. Đấy. Da nhựa. Nhưng mà nó già mốc hết trắng, thân nó vẫn ấy, chỉ có những cái sẹo đây là sẹo cũ nó ve thành hết. Cây khỏe nhỉ. Không cái thừng mực này ghép mai châu thủy là nó cùng họ nó rất hợp mà rất là khỏe. Nhờ anh xoay vế đối diện. Ghép một cây này là nó là cây mai kim lá giòn. Kim giòn. Đây cho anh em xem cái chỗ lưng của cái cây này nhá. Đây ve sẹo kín này. Cây rất đẹp. Não rất nghệ thuật. Còn đây là mặt đối diện của cây này. Đấy nhìn này. Nét nếu có những cây mai kiểu này là hơi hiếm. Nếu để một cái thân của nó biến hóa. Lắc đẹp quá. Dạ. Yeah. Dáng lão. Lão mai nhá. Dáng như cụ lão mai, cụ ngó cây. Cốt này các bác làm thì rất là giá trị các bác. Giờ anh đo kích thước cho anh em xem. Được vanh nhé, vanh cái này là 40 này. Vanh thân giữa.
Không, ở dưới này. Đấy. Này là 30. 30. Chiều cao. Chiều cao thì tầm 70. Chiều cao 70. 70. Vâng, anh đo giúp em cái tàng một tí cho mọi người cùng hình dung. Cái này thì sau phải lấy tàng nó bay dưới này mới đây. Hiện tại đây. Giờ là lấy mức độ đây mới được 35. 35. Được, anh báo giá giúp. Giá thì tôi để cho anh em là 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi. Cốt mai rất là đẹp. Mai ghép thử mực, cây rất đẹp và ấn tượng. Nó là cái dáng rất là bắt mắt. Ưa nhìn. Điểm nhấn. Vâng, tôi sẽ chuyển sang một cái cây mới. Vâng, cái cây tiếp theo là một cây si. Tôi giới thiệu cho quý vị các bạn, đây là một cái cột si rất già, da trắng tốt rồi. Cây được cấy đá, có cái dáng rất điệu. Đây là một trong những cây si có cái cốt, nó là rất là đẹp. Tay cành thì làm gần như là hoàn thiện rồi. Dáng điệu bay, tay chốt đóng chuẩn. Đây, chúng ta cùng đến xem. Cái này răm anh làm này anh bấm được rồi. Ừ. Bấm hết đi cho nó đẹp. Không, để cho nốt này lên cho nó đẩy đẩy. Cho nó đẩy giạc ấy thì anh bấm. Cái này răm đẹp quá. Răm tay đẹp. Răm tay đẹp. Đây chúng ta cùng xem cái bộ đế này nhá. Da già trắng rồi. Đây là cái tay. Tay chốt. Này bấm ra lại phun mầm mới. Bấm này. Chốt làm khá kỹ. Chốt này. Chốt tay làm khá kỹ. Đây. Cái tay trên này. Nuôi cành huyền nó bay nó che cái tử. Vâng. Treo tử nghịch. Xoay sau cho mọi người cùng xem con tử đấy. Tử nghịch. Con tử này tạo nên cái độ ấm thân cho tác phẩm. Đây chúng ta cùng xem bệ với đối diện nhé. Thì mình nhờ anh đo giúp anh em cái kích thước. Cái điểm giả trắng cái này đo hạng dưới đế anh đo sát đế hiện này là chúng ta 120 1m2 vành đế 1m2 chiều tàn 70. Đưa giúp anh em cái vành cổ. Cổ trên này nhé, tàn này. Không bên dưới tí. Cổ đây 40. 40. Dài tàn vừa rồi bao nhiêu ấy? Hả? Tàn 70. Tàn 70 à? Cao 90. Cao 90. Giá thành 8 triệu bao ship. 8 triệu. Một cây si rất đẹp, cốt rất đẹp. Những anh em nào tinh mắt là sẽ nhìn ra những cái điểm đẹp của cây này. Đây là một cây về việc chơi. Cây si này nó có rất nhiều ưu điểm. Dáng trực lắc, co lắc và quái thân một tí. Cái này anh mua của một cái ông ở Sơn Động. Mà ông bảo ông ấy cũng chơi, ông để ông chơi cái này vào 30 năm. Mua lại của người ta rồi, ừ. Làm về làm mấy năm. Cái này thì cũng mới lắn lại tay từ năm ngoái thôi. À. Lại chia lại từ năm ngoái. Đẹp. Cây điệu. Thì là bán có một chút công rồi đấy. Nhưng anh em nhìn cây kỹ thì anh em sẽ hiểu được. Từ chúng ta phân tích cái đế này. Phân tích đế này, chiều cao này, các tay chốt này. Và cái da của cây.
cây già hay không, nhìn cái da là biết nhá, nó trắng, già trắng này, sần sùi u cục lu biếu, da cóc đồi mồi, nó hội tụ trong những cây già nó như thế. Và đặc biệt là những cái tay. Ở đây thì cái cây này là do anh Đại anh chưa bấm răm đi thôi, chứ thực ra bấm lộ bộ răm ra thì cái bộ tay chốt này nhìn nó rất là đẹp. Bẩn nếu này tháo dây ra đấy. Bởi vì những cái tay làm rất là cẩn thận. Đây này, những cái chi chi thứ cấp nó mọc ở cái điểm dương, điểm ngoài đường cong gọi là điểm dương, bên trong đường cong gọi điểm âm. Tất cả những cái chi này mọc rất chuẩn. Đấy. Đây, mọc ở điểm dương này. Cái này mà để nó thoải mái thì không giật vào đẹp lắm, trong rụt răm. Nghĩa là cái bộ tay gọng này làm rất là kỹ. Còn cái chuyện mà chúng ta cắt bấm răm đi thì nó đơn giản thôi, nó sẽ lộ ra nhìn rất đẹp. Cái cây này tôi đánh giá rất cao, một trong những cây si đẹp. Đấy. Đấy. Và cho anh em xem lại một lần nữa, anh xoay với mặt đối diện. Cây điệu. Nhận ra nét cổ thụ. Vâng. Tôi sẽ dừng cái cây này ở đây để chuyển sang cây mới. Vâng, ở cái cây tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho các bạn. Đây là một cái cốt si già cổ. Đây là một trong những cốt si rất đẹp, được anh em thợ làm cây đánh giá là cái cốt si đẹp. Côn cây, cây cũng không cao, gọi cây tầm trung, nhưng mà những tay chốt rất là to, ục quịch. Những tay đòn kia thì quả thực là nhìn khá ấn tượng và rất cân đối với cây. Nhờ anh Đại anh quay giúp em cái mặt đối diện của cây này. Tay đòn to nhỉ. Đây, đòn chạy. Được rồi, anh cứ quay mặt đối diện nhé. Tí em sẽ quay sát lại gần cho anh em cùng xem. Đây nhá, đây là tổng quan bóng dáng của hai mặt. Và tôi sẽ quay chi tiết cho anh em xem từng chi tiết một. Một trong những cây si già cổ được cắt tay cành đi để làm lại cho nó rụt rịt trở lại. Đây là anh Đại anh ấy đang làm, nhưng mà anh em nào có nhu cầu mua về làm tiếp thì hãy liên hệ với anh Đại. Những cái chiếc rễ như thế này nếu anh em không thích thì là có thể là bọc hết về, bóc nhặt sạch đi thì sẽ lộ ra cái bộ cốt bên trong sạch sẽ mịn màng. Còn anh em nào mà thích để những cái rễ, bởi vì cây đang làm cho nên chưa cắt sạch. Đấy. Để những cái điểm nhấn cho những cái chiếc rễ này cũng đẹp. Đấy. Còn tùy theo ý thích của mọi người. Sạch hết như thân chính. Anh em xem những cái tay cắt giật mà sẹo đã mím như thế này rồi. Đấy. Cũng có điểm lắc khá ấn tượng luôn. Da già trắng, không bị cháy một chút nào nhá. Đây tay đòn này, đòn chốt một. Cây này mà làm thành một cây mịn thì đúng quả thực là không còn gì để chê. Đây anh em xem cái phần thân bị cắt giật mấy lần rồi đây. Những cái vết cắt giật, sẹo đã mím vào như này. Mím hết. Cây này trước đây những người sở hữu trước người ta cũng đã làm lâu lắm rồi. Anh Đại anh ấy mua về, anh ấy làm. Đấy. Cắt những cái chốt. Một cốt si cực đẹp. Những mắt thợ nhìn là sẽ nhìn ra ngay cái cây này. Dáng hơi siêu đủ. Đây, cái điểm anh thích cái điểm cút này. Ngọn này. Cút. Có cái mình chưa bóc với những phần rễ thôi. Ngọn đường ngọn trước của nó đẹp. Ở đường cành bay làm cành hoành nó đẹp, hoành bay dài. Bay dài đổ đẹp nha. Ừ. Này cái điểm đấy nó rất là đẹp. Đẹp thế nhìn ra. Cốt tầm to này là đẹp. Cốt to già nhá. Già đẹp. Cái cốt này là không dễ tìm đâu anh em ạ. Và bây giờ tôi sẽ nhờ anh Đại đo giúp cái vành. Thôi anh đo cái, anh lùa thước ở đây, đo trong cái vành thì rồi, phần thân chính thôi. Đây anh lùa trên này. Đấy, được rồi. Đo chuẩn lế cho anh em để anh em hình dung được.
Cái đế là 114 này. 114, 112 thôi. 113. 113 đi. Vâng, đo cốt. Đo cốt cổ. Trên trên, đo cổ trên. Sáu mấy? 62. 62 à? Cổ trên là 62, ngoài. Anh em nhá. Anh em một thấy một cây bonsai mà nó có cốt khủng như thế này, già cây như thế này, không bị cháy chỗ nào mà đường lắc rất là ấn tượng luôn. Về tha hồ anh em vẽ, anh em làm. Nếu mà làm thành cây này thành cây đẹp ấy, sau này thành một cây cũng tai tiếng đấy chứ không phải là đơn giản đâu. 90, chiều dài bay 90. Dài bay 90, chiều cao anh. Chiều cao của cây này là 86. 86 à? Anh báo giá giúp anh em đi. Cái này nếu nhượng cho anh em là 18 triệu mà không bao ship. 18 triệu không bao ship. Và một cây rất đẹp. Những cây cốt như thế này thì để cho những người có chuyên môn sâu phân tích thì anh em sẽ hiểu. Tôi cũng phân tích những điểm sơ qua mà tôi nắm được thôi. Vâng, ở cái cây tiếp theo giới thiệu với khán giả, đây là một cây hoa dâm bụt kép. Một trong những cây hoa dâm bụt có dáng thế bonsai. Và cây rất già. Cũng là cái da già, da chuyển màu trắng và da cóc đồi mồi rồi. Tôi sẽ cho anh em xem qua tổng quan bóng dáng của hai mặt trước. Đang hoa đâm cũng cắt đốn giật xuống này. Cái này muốn nuôi tay chốt to thì cứ phải để bung ra. Sau này cắt sau. Đấy, nhìn này. Anh xoay chốt cả mặt nó. Kia. Chốt của nó thế. Dáng thế là dáng thế của bonsai nhá. Nhìn giống như một con tỉ hưu. Hoa ra lở chuyển đều. Tôi sẽ cho anh em xem cái bông hoa và nụ của nó. Hoa dâm bụt kép. Những chiếc nụ này. Nở ra rất thích. Đây nhá, rất nhiều nhá. Cả trên này nữa. Một cây dâm bụt kép, cây này ra hoa quanh năm. Cứ tắt hoa này ra hoa khác. Ví dụ như là có mấy hoa vừa rụng ấy, tôi vừa bỏ cái hoa cũ nó đi. Thì ở đây nó có những cái hoa ra kế tiếp, lại các nụ tiếp theo, lại nụ nhỏ hơn. Cho nên là những cái cây hoa như này không bao giờ tắt hoa. Cây này về mà anh em nào mà thích mang về mua về chơi ấy. Nếu mà muốn để chơi chuyên về hoa thì cũng không cần cắt sửa gì cả. Bởi vì cây nó là cây chơi hoa. Nếu anh em nào kỹ càng hơn thì có thể nuôi tay cho nó to hơn chút. Đang để đợt này anh để nó kiểu để cho nó đang ra hoa không sao nuôi to to giật tí nữa vào đẹp lắm nhỉ. Lấy chỉnh bông tay là đẹp hết. Nếu mà muốn nuôi tay chốt, những cái tay chốt này cho nó to hơn nữa thì vẫn phải để phóng những cái cành này, phóng thật lớn vào thì sau này nó mới to được thằng này. To xong thì chúng ta cắt giật sau. Thì chúng ta vẫn lại được một cái cây bonsai, chuẩn bonsai chơi hoa. À, anh em hãy xem cái phần gốc bệ của cây này. Đây, nhìn những cái bộ rễ này chia đều rất đẹp. Cái cây dâm bụt bonsai giờ đi tìm cũng rất là ít. Mà lại được cây kép như thế này lại càng ít nữa. Lâu ấy, cây này nuôi cũng rất là lâu, nguyên bản lâu. Cái cây hoa dâm bụt kép thì là nó dòng cây thân bụi, lâu lớn. Thực tế là ông này ông trồng trên chậu lâu rồi nó mới lâu. Anh mua lại từ năm ngoái nhưng mà ông này ông mở nguyên ông trồng cũng được hơn chục năm rồi. Nó già hết đầu cành. Có cảm nhận là khi nó ra hoa rất đẹp. Già. Để trong sân vườn mình có một cây hoa này rất là hay. Uốn có uốn kỹ ghê nhỉ. Uốn cẩn thận ghê. Ừ, nam. Đấy, đây. Đấy, tôi sẽ nhờ anh Đại để anh Đại đo kích thước cho anh em. Này thì không cần phải đo vanh. Không, chỉ đo đế đi. Đo đế cho anh em hình dung dễ. Đế dưới. Này. Này thì vào 80. 80, anh đo cổ. Vanh cổ đây. Cổ đây là 24 phân. 24. Chiều cao và dài tàn. Cao tàn này. Tàn là 75. Dài 75. Cao cây tầm 65. Cứ lấy cái điểm thấp nhất của cái điểm cần cắt.
còn cam tầm 65 60 60 và rụt rịt. Nhờ anh báo giá cây cây này thì giá nhượng cho anh em là 4 triệu. 4 triệu. Cây dâm bụt già đẹp. Vâng, với một cái cây dâm bụt già da trắng bốt rồi, già cây điệu cây, dáng bonsai chơi hoa, nhất là cái hoa dâm bụt kép này nó lại rất đẹp, cây già nhá. Với cái giá 4 triệu thì tôi cho rằng là không đắt, anh em có thể sở hữu để chơi cho mình một cây bonsai có hoa. Vâng, hãy điện cho anh Đại để sở hữu cho mình cây dâm bụt này nhá. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.